Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Rất là hấp dẫn, rất là đẹp, chưa có nhiều người biết đến. Mô hình kim loại 3D mà là bằng chất liệu là kim loại thép không rỉ. Dày của nó là chỉ có 0.2mm thôi. 0.2mm. Tức là nó rất là mỏng. Nó nói về là những cái chiến binh robot đánh nhau. Đây là bộ sưu tập coi như là khó nhất trong dòng mô hình kim loại 3D. Nhưng mà thời gian mà hoàn thành nó là lên tới là 20 đến 30 giờ đồng hồ. Không phải là trưng bày mà nó cả có cả cái kỹ năng ở trong đó để chúng ta có thể lắp ghép, phải không? Quảng Hàng Cung là nơi của Hằng Nga sinh sống. Đây Hằng Nga đây. Đó đúng rồi, Hằng Nga sinh sống là Quảng Hàng Cung. Ở đây nhà thờ Đức Bà Paris. Bà Paris nè. Với cái điện thoại này bây giờ anh zoom kỹ vô cái chi tiết, phải nói là cực kỳ sắc nét luôn nè. Dạ. Nhìn vô cái hình cực kỳ sắc nét, rất là sắc nét. Anh nhìn những cái mô hình này á, anh lại nhớ cách đây khoảng mười mấy, hai chục năm, mấy cái vỏ lon Coca-Cola được những cái người lại đường chế thành chiếc máy bay bán cho khách du lịch đồ này rồi. Dạ. Rất là lạ, nhưng mà đã từ rất là lâu rồi không còn gặp nó nữa. Các bạn đang xem là mẫu Battleship là HMS Prince of Wales của nước Anh. Nhiều mảnh ghép nó nhỏ cho nên là theo nhà sản xuất là phù hợp đối với các bạn từ 14 tuổi trở lên. Cái level mới của mô hình kim loại là sẽ coi như là mô phỏng nó thật hơn nữa, nó mô phỏng là những cái khu phố là thời xưa, là như mình thấy trong phim kiếm hiệp TVB rồi các kiểu là nó như vậy. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, buổi sáng ngày hôm nay đi chơi ha. Mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái mô hình chơi nó rất là hấp dẫn, rất là đẹp ha, mà cũng chắc là cũng chưa có nhiều người biết đến. Mình đang tới ở cái Anbezo ha, mô hình kim loại 3D. Ok, rất là đẹp. Anh bạn chủ thì ngại lên hình, nhưng mà anh sẽ dẫn tư vấn về cái voi chi tiết cho anh em mình ha. Thì bây giờ mình sẽ tham quan sơ khởi trước. Ở đây có rất là nhiều mô hình. Thì hồi đó giờ mình thấy cái mô hình thì nhiều rồi, nhưng mà đa số là nó sẽ bằng nhựa. Còn đây là những cái mô hình bằng kim loại rất là chi tiết, rất là đẹp luôn. Đó. Ở đây thì sẽ có mô hình về kim loại và mô hình về gỗ 3D. Ha, rất là nhiều chi tiết đẹp, thì có cả về cổ trang và hiện đại nữa. Có những nhân vật Chư Bắt Giới nè, Tôn Ngộ Không. Còn bên này là robot, chiến hạm. Cái này chắc lát phải nhờ em giới thiệu giùm anh là cái bộ môn này nó xuất xứ từ đâu rồi. Dạ, okay. Tại sao em đam mê rồi muốn lan tỏa như thế nào. Dạ, okay, cái, ha. Dạ. Rất là đẹp luôn. Như những cái này chi tiết nó quá nhỏ luôn ha. Dạ đúng rồi anh. Những mô hình này là nó được làm là bằng chất liệu là kim loại thép không rỉ. Inox là dạng là 430 chứ không phải là 304, thì nghĩa là 430 là nó sẽ cao hơn là 304. Cho nên nó xong sẽ không có bị rỉ sét. Cái độ dày của nó là chỉ có 0.2mm thôi. 0.2mm. Tức là nó rất là mỏng. Như lá luôn vậy. Dạ đúng rồi. Thì vì vậy là nó mới có thể gọi là tạo hình ra được. Và tất cả các chi tiết đều được khắc laser rất là chi tiết. Màu sắc là coi như là mình cà bằng tay thì nó rất khó để là bị bong chóc. Chỉ khi nào mà mình cố ý là mình làm thôi là nó mới bong được thôi. Đó. Tất cả những cái này là ví dụ như là ngay đây là những cái gọi là một cái kiến trúc mà có thật ngoài đời và được mô phỏng lại qua những cái mô hình này, đúng không? Chính xác anh ạ. Chính xác, nó là những cái coi như là mình đang xem ở đây là về những cái mô hình là về Trung Quốc á. Trung Hoa ha. Trung Hoa, đó là đây là những cái mà coi như là có thật ở bên đó luôn. Đó, như mình thấy đây là có cái cá chép vượt Vũ Môn là nó mô phỏng lại là cái hai con cá chép nè. Là nó đang là vượt Vũ Môn, sau này hóa là rồng. Hóa rồng. Thì những cái bộ mô hình này là cái khu người Hoa thì họ rất là thích. Họ mua về là họ trưng bày về cái tiệm coi như làm ăn của họ, tức là ý của họ là hưng thịnh thịnh vượng đi lên. Vậy là nó mang ý nghĩa phong thủy nữa. Đúng rồi. Cá chép hóa rồng. Còn kế bên phải con cá chép hóa rồng và bên trái á thì nó là cái bên phải nó là cái nhân duyên cát. Thì cái này là gọi về nhân duyên cát, tức nghĩa là một cái nơi gọi là thành hôn của cái phía thành tiên á. Nó mang về cái ý nghĩa gọi là trăm năm hạnh phúc. Hay quá ta. Còn cái bên trong nữa là
có bên đây là có cái hình con chim á, thì gọi là bắt điểu triều phụng. Thì nó mang về cái ý nghĩa gọi là như là sinh sôi nảy nở, thì nó mang về cho cái dân kinh doanh đó. Họ rất là thích. Nghĩa là tiền bạc nó vào đó, thuận buồm xuôi gió, đó. Nói chung là mỗi mô hình là nó đều có một cái câu chuyện của nó hết. Quá hay luôn. Còn các bạn mà không thích về cái cổ trang á, thì mình nếu như mà mình thích về robot á, thì ở đây là có cái hai dòng, ba dòng chứ. Thì dòng đầu tiên á, là các bạn đang xem á, thì nó chính là những cái gọi là những cái con quái thú robot, là xuất xứ từ một cái câu chuyện nó nói về là những cái chiến binh robot đánh nhau. Thì đây là một cái bộ sưu tập gồm hơn 10 con robot. Đây là bộ sưu tập coi như là khó nhất trong dòng mô hình kim loại 3D. Nó là hơn là coi như là 200-300 mảnh ghép, nhưng mà thời gian mà hoàn thành nó là lên tới là 20-30 giờ đồng hồ. Cái này là mô hình lắp ghép chứ không phải là mình chỉ mua cái gọi là cái mô hình về chơi. Đúng rồi. Không phải là trưng bày mà nó cả có cả cái kỹ năng ở trong đó để chúng ta có thể lắp ghép, phải không? Giờ chơi này cũng phát triển tư duy dữ lắm. Dạ đúng rồi, cái này là coi như là phát triển tư duy toàn diện. Về coi như là mình phải suy nghĩ là làm sao mà có thể, tức nghĩa là dĩ nhiên là mình có cái hướng dẫn, nhưng mà hướng dẫn là một chuyện, mình làm như thế nào mà nó phải đẹp đó thì nó là một cái câu chuyện khác. Đúng rồi, đó có kỹ năng á, cần phải đúng kỹ rồi. Năng chơi mà phải có kỹ năng á, là mình phải vừa tạo hình nè, mình uống nè, cái khó nhất là uống, là các bạn đang xem là cái con khủng long gọi như con khủng long là bảo chúa đi. Thì những với những cái nòng súng này nọ của nó, mọi người thấy là những chi tiết uống tròn á, là mình phải làm khá là kỹ. Đó tức nghĩa là mọi người sẽ hiểu là nó là một cái mảnh thép nó phẳng hết toàn bộ. Nhưng mà là mình phải tạo hình nó thành là một cái hình là gọi là uống tròn. Anh chưa hiểu lắm, có nghĩa là cái này nó khó hơn cái kiểu mô hình bình thường á, là mô hình bình thường nó giống như từng cái module đi gáp vô, còn cái này là mình phải uống nữa hả? Dạ đúng rồi anh. Trời, một tí nữa là mình sẽ có thể là mình mở một cái hộp ra, các bạn sẽ dễ hình dung. Tuyệt vời luôn. Dạ. Cảm ơn em hỗ trợ hết mình luôn. Cái này nếu vậy cái này là một cái level cao đó các bạn. Dạ chinh đúng phục, rồi. Chinh phục được nó là cũng sướng á. Trong tiệm của em thì khách online là coi như là cả toàn quốc, thì họ là đánh giá gọi là cái lúc chơi á là cái lúc mà họ cảm thấy là thích thú nhất, tại vì họ chinh phục được một cái, xem như họ chinh phục một cái gì rất là khó khăn. Đúng rồi. Còn khi mà tạo hình ra xong rồi đó thì họ sẽ đi trưng bày. Nhưng mà cái khi chơi thì mỗi cái mô hình thì nó sẽ có một cái khó khăn nhất định của nó. Như cái một số mô hình gọi là mình khó là về việc uống tròn, tại vì nó khá là nhỏ. Những chi tiết uống tròn nhỏ, những chi tiết uống tròn to. Nhưng mà một số mô hình á thì là nó khó về là coi như là kết nối những mảnh ghép lại với nhau. Tại vì cái khe của nó là nó không có được to, cho nên là cần phải có một số cái kỹ năng, phải độ chính xác phải cao. Đúng rồi, độ chính xác nó khá là cao đó. Công nhận quá chi tiết luôn. Cái này giống như là thần tiên luôn rồi. Cái này là mình gọi là một cái quảng hàng cung, là nơi của Hằng Nga sinh sống. Đây, Hằng Nga đây. Đó, đúng rồi, Hằng Nga sinh sống là quảng hàng cung. Quảng hàng cung. Chơi này vô tình biết học thêm được đúng rồi. Lịch sử đâu này nọ, địa lý đâu luôn. Mà như nhiều nền văn hóa luôn chứ đâu phải có nền văn hóa hay không. Như cái này là thần tiên hay gì? Cái này là lâu đài Atlantis. Nhiều mọi người chắc có coi phim Aquaman á. Trong DC á, thì đây là cái lâu đài Atlantis, là nó mô phỏng cái lâu đài Atlantis của trong bộ phim Aquaman. Nó rất là đẹp. Rất là đẹp luôn á. Bên đây có mấy cái bên này là về kiến trúc của thế giới luôn ha. Này là mình có kiến trúc của thế giới là ở đây nhà thờ Đức Bà Paris. Bà Paris nè. Đẹp ghê luôn. Cái này mà khi mình trưng bày vậy có đánh đèn đồ vô á, những cái kim loại nó ánh nó chiếu nhìn nó lung linh, nó đẹp ghê luôn á. Nếu như mà về mặt kim loại á, là chị cái điểm quá. Điểm coi như là nổi bật nhất của nó là ánh kim.
nó ảnh lên, nó hắt vô từ cái ánh đèn. Nếu như mà mình trưng bày mà nó không có đèn á thì mình sẽ thấy nó bình thường, nhưng mà khi mà mình trưng bày mà nó có ánh đèn vào mình sẽ thấy rất là lung linh. Ừ, với cái điện thoại này bây giờ anh zoom kỹ vô cái chi tiết phải nói là cực kỳ sắc nét luôn nè. Dạ. Nhìn vô cái hình cực nó kỳ cắt sắc laser nét, rất là sắc nét. Nói chung là những cái mình thấy coi như là thông tin chi tiết về tòa nhà, rồi một số cái chi tiết nhỏ như là kế bên bức tường nó có hình ảnh như thế nào thì nó mô phỏng 90% là về như là một cái kiến trúc đó luôn nè. Quá đẹp luôn, rất là sang luôn ha. Cái nhà thờ Đức Bà này là một trong những cái mẫu được gọi là bán chạy nhất. Tại vì cái nhà thờ Đức Bà Paris này với cái nhà thờ Đức Bà mà ở ngoài quận nhất của mình á, thì nó hầu như là nó giống nhau. Đúng rồi. Cho nên là đa phần là người ta mua về người ta cũng trưng bày vì người ta thích. Kỷ niệm đồ này nọ ha. Quá đẹp, cái này cũng đẹp lắm. Đó. Này là chắc nhà thờ Hồi giáo. Cái này gọi là nhà thờ Hồi giáo của bên Thổ Nhĩ Kỳ, nhà thờ Sultan của bên Thổ Nhĩ Kỳ. Quá sức chi tiết. Cái này là tất cả những cái mô hình ở đây là em ráp hết. Dạ đúng rồi. Em ráp chinh phục xong hết rồi em đem ra em trưng bày. Dạ, những mô hình ở đây thì là nó chỉ là số lượng là 1/3 của tổng số mô hình là mình có thôi. Còn hiện tại là em không còn đủ chỗ để em ráp nữa, cho nên không có ráp. Còn chỗ, còn chỗ là sẽ còn nở ra nữa đó. Đúng rồi. Mình vô bộ môn này lâu cho em. Cơ duyên nào mà em biết tới bộ môn này? Em nói chung là em trong bộ môn này là em có 7 năm kinh nghiệm rồi. 7 năm thì cái cơ duyên á thì một lần là em đi công tác ở bên Nhật. Thì em vào một cái cửa hàng thôi, bán về đồ chơi, thì lúc đó là cũng xem coi là các mô hình đồ chơi, xem bên Nhật là họ có cái gì. Nhật hình như nổi tiếng về mấy cái mô hình này lắm rồi. Nhật thì họ nổi tiếng về Gundam. Bộ môn này chắc ai cũng biết hết. Nhưng mà tình cờ là mình thấy một cái góc nhỏ xíu thôi. Nó về thấy ủa sao ở đây có cái góc nhỏ mà trưng bày cái mô hình gì nó lấp la lấp lánh, tại họ cũng có chiếu đèn. Thì em vào em xem thì em thấy cái mô hình này nó chi tiết, nó đẹp. Nhưng mà sao nó lạ quá, nó không cái bao bì, cái hộp của nó lúc đó là nó nhỏ xíu à. Mình thấy ủa sao cái bao bì này nó nhỏ xíu mà nó tạo được cái mô hình. Chứ không phải là một cái hộp to như là Gundam. Thì lúc đó mình thắc mắc, thì mình khi đó là mua về em chơi thì từ từ thì mình bị dính nó dính vô nó lúc nào cũng không hay. Thu hút quá. Đúng rồi. Không thoát ra được luôn. Vậy là cái những cái sản phẩm này là của nhà sản xuất bên Nhật hả? Tất cả các sản phẩm này á, là nó xuất xứ là từ Nhật, Mỹ và cả Trung Quốc. Nhưng mà 90% sẽ là Trung Quốc. Nhưng mà nói như vậy thì không phải là Trung Quốc là hàng kém. Em cũng chia sẻ là cái nhà sản xuất của Trung Quốc á, là cái người đầu tiên là họ tạo nên cái mô hình này. Sau đó là bên Nhật là họ đặt hàng theo yêu cầu là từ cái nhà sản xuất Trung Quốc đó. Hay còn gọi là Wish Plastic. Thì công ty mà đó là công ty mẹ. Còn công ty mà để thương mại á, thì gọi là B-School. Đó là nãy giờ các bạn coi là cái mô hình mà nhà thờ Đức Bà là cũng là do công ty B-School họ tạo ra. Quá sức đẹp. Thì những cái mô hình kim loại mà thời đầu đó là từ tất cả là đều từ công ty Wish Plastic là công ty mẹ, là họ hợp tác với lại bên Nhật là công ty Tenio. Thì làm ra những mô hình là của Nhật. Thì sau đó là bên phía Bắc Mỹ, hay còn gọi là khu vực của bên phía nước Mỹ á, họ có công ty gọi là Meton Earth. Thì cái công ty đó là họ cũng đặt hàng công ty B-School. Và hiện tại họ vẫn hợp tác với nhau. Đó. Thì Trung Quốc thì không có nghĩa là đồ dởm. Trung Quốc chỉ là một cái nơi gia công gia của công. Toàn thế giới. Có những sản phẩm rất là đẹp. Anh nhìn những cái mô hình này á, anh lại nhớ cách đây khoảng mười mấy, 20 năm. Mấy cái vỏ lon Coca-Cola được những cái người lại đường chế thành chiếc máy bay bán cho khách du lịch đồ này đó. Rất là lạ, nhưng mà đã từ rất là lâu rồi, không còn gặp nó nữa. Thì đây anh hình dung nó giống như là một cái level cao của cái đó. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là nó những cái thanh thép ở đây nó cũng mỏng như cái vỏ lon của lon nước ngọt. Dạ đúng rồi, chính xác. Ở đó đầu ta uống chi tiết cái kia. Cái này nó rất là chi tiết hơn rất là nhiều rồi.
Cái này là nó phải mỏng thì mình mới tạo hình được. À. Còn nếu mà nó dày thì mình sẽ không tạo hình được, nó chỉ là một cái miếng thép là nó dày thôi. Ồ đúng rồi. Nhìn mỏng mà mình mới đi chi tiết mấy cái Mình mới cắt laser chi tiết lên được. Cái mọi người đang xem ở đây là bạn đang chiếu là những cái mô hình gọi là thời đầu. Những chiếc xe đây là những mô hình thời đầu thì nó sẽ không có màu, nó sẽ không có thêm màu. Nó chỉ gọi là màu bạc metal thôi. Đó, những mô hình thời đầu nó chỉ được như vậy, cách đây 7 năm nữa nó chỉ được như vậy thôi. Anh em nào mà thế hệ 8X đồ á, 8X chợ xuống đồ này nọ đó, thì như mình đi, mình 84 rồi, hồi đó đi học đạp xe đạp đi là thấy mấy cái quầy báo góc đường đồ, người ta bán báo kết hợp có treo mấy cái nón nè, nón là Coca-Cola, chiếc máy bay, chiếc thuyền, chiếc xích lô đó, những cái đó đó, thì đây là một cái sự phát triển của cái đó đi lên. Rất là chi tiết. Ủa em, những cái màu sắc từ kim loại này là người ta làm sao để người ta thêm màu vô nó? Theo cái này thì em cũng không có tìm hiểu kỹ. Nhưng mà những cái này, những cái màu này á, thì em cũng có thử là mình dùng tay mình cà, mình dùng một số vật nhọn mình cà như kìm á, thì nó rất là khó phai. Em nghĩ cái này là họ cũng là sử dụng cái một cái thủ thuật cắt laser gì đó của bên họ. Chứ không phải là dạng như là mình xịt cái nước sơn lên. Đúng rồi. Không phải là mình xịt nước sơn nha. Hình thức mình hiểu giống như là si đi. Cái đúng dạng rồi, như si đi rồi. Có nghĩa là cái màu và cái kim loại nó hòa vào một luôn. Chứ nó không phải là một cái lớp đắp lên. Ở bên này có những cái chiến hạm nữa các bạn. Đây là những bạn nào mà thích về cái Thế chiến thứ hai á, thì các bạn sẽ rất là thích lịch sử về Thế chiến thứ hai. Các bạn rất là thích về những mô hình về quân sự. Đó, đây là các bạn đang xem là mẫu battleship là HMS Green Sewell của nước Anh. Đây là nó mô phỏng như thật luôn hả ta? Dạ đúng rồi. Hồi nãy em có nói là 90%. Dạ 90% luôn á. Tuyệt đẹp luôn. Tỷ lệ của chiếc tàu này là 1/700. Nó chỉ dài cỡ 31cm thôi. Rồi hiện tại là các bạn đang xem là mẫu là battleship là Fuso của Nhật. Là từ nãy giờ 6-7 năm chơi tới giờ là càng chơi sẽ càng đam mê hơn. Dạ, rồi cái bước ngoặt nào mà em muốn lan tỏa cái đam mê này đến với mọi người? Thì cách đây 7 năm là lúc đó là sau khi em đi Nhật về em cảm thấy là cái bộ môn này nó khá là hay. Nhưng mà ở Việt Nam lúc đó là chỉ là Việt Nam là nơi gia công. Tức nghĩa là cái dây chuyền của Trung Quốc nhưng mà họ đưa qua Việt Nam gia công cho bên Mỹ. Là công ty Metal Earth á, là mình chỉ có gia công thôi chứ mình coi như là hầu như là không gia công xuất đi chứ không có ra thị trường Việt Nam. Vẫn có thị trường Việt Nam nhưng mà chỉ bán trong một số trung tâm thương mại như là Bắc Sơn, trung tâm thương mại lớn thôi. Nhưng mà đa phần thì không ai biết hết, mang tính trưng bày là chính chứ cũng ít ai người chơi. Thì sau đó em thấy cái bộ môn này nó khá là hay nhưng mà không có ai đem về, không có ai coi như là lan tỏa nó ra cho cái mọi người để biết. Thì đó mình cảm thấy mình cũng thích về bộ môn này cho nên là thôi mình thử xem là mình đem cái niềm đam mê của mình đến với mọi người. Từ từ dần dần thì mình thấy là nó cũng lớn mạnh. Mọi người cũng bắt đầu là yêu thích, mọi người cũng bắt đầu chơi, mọi người cũng bắt đầu nói về nó. Thì dần dần sau đó thì cái cộng đồng của mọi người chơi cái này thì nó cũng lớn dần. Hiện nay là mình chắc cũng có những cái group ở trên Facebook đồ để cho mọi người có thể tham khảo hoặc là trao đổi hoặc là chia sẻ kinh nghiệm nữa. Dạ đúng rồi anh ạ. Đó, hay luôn. Mình có hay tổ chức ốp gì, mấy cái này có ốp gì không? Hồi đó là em cũng có tổ chức ốp là một lần nhưng mà nói thẳng ra về mặt công việc của em á, thì cái này chỉ là nghề tay trái thôi. Em còn công việc chính nữa cho nên là sau này thì em không có thời gian để em tổ chức nữa. Bên cạnh đó mình cũng có gia đình con cho nên là hết thời gian luôn. Một cái mô hình như vậy ráp nãy em giới thiệu là có khi mất tới mấy chục tiếng, 30 giờ. Những cái mô hình coi như là dễ nhất đi, đối với người mà chưa chơi bao giờ là dễ nhất. Thì bắt buộc là người đó sẽ phải là từ cái thời gian làm quen mà cho tới cái thời gian mà họ ráp xong là phải tầm cỡ 2 tiếng là dễ nhất luôn rồi đó. Chỉ tầm cỡ 20-30 mảnh ghép thôi.
mà đã như vậy rồi. Và cái này anh nhìn nó, thứ nhất là nó rất là sắc bén, rất là chi tiết mà không thấy những cái mối nối luôn. Dạ. Thì chắc có lẽ là không có ráp vô bằng ốc vít rồi đúng không? Dạ đúng rồi anh ạ. Cái này nó sẽ liên kết với nhau bằng cái gì ta? À, về cái này là trên là cái mỗi cái mảnh ghép là họ sẽ có một cái nói chung là mình cứ tưởng tượng nó giống như là cái con đinh ốc tán đi, là sẽ có một cái con ốc dài và một cái con tán. À. Nhưng mà cái này là nó sẽ là một cái miếng nhỏ, một cái món nói nhỏ nó đưa ra vào một cái khe. Thì mình là khi mình gặp mình đưa cái mối nhỏ nhỏ vào cái khe á, sau đó là mình sử dụng kìm nhọn hoặc là nhíp thì mình khóa cái khớp nó lại. À. Thì nó sẽ kết nối vào lại với nhau. À. Nhưng mà giống như hồi nãy anh chia sẻ là anh sẽ không thấy được cái kết nối, cái khớp kết nối đúng không? Thì cái đó gọi là một cái thủ thuật nữa. À. Tức nghĩa là mình chơi á, là chơi nhiều thì mình sẽ có kinh nghiệm là mình giấu được cái mối nói đó đi. Ồ, quá hay. Còn khi mà mình chơi mà mới bắt đầu chơi là mình sẽ cảm thấy à cái mối nói nó đang hiện ra. Mình nhìn vào là mình sẽ dễ thấy. Nói chung là càng ngày cái kỹ năng mình cao hơn thì dạ, cái sản phẩm mình nó tinh tế hơn. Dạ đúng rồi. Rồi lúc mà em mới bắt đầu á, khi mà em có những thao tác đầu tiên á, có gặp khó khăn gì không? Dĩ nhiên là gặp khó khăn chứ anh. Giống như là nãy em chia sẻ là cái mô hình mà dễ nhất là mình cần 2 tiếng. Nhưng mà trong đó là hết 1 tiếng đồng hồ là mình tìm hiểu về cách ráp. Một tiếng thứ hai là mình là phải tìm hiểu là tụi nó ráp với nhau như thế nào là dễ. Dễ nhất là sau đó là mình bẻ que bẻ lại. Nhưng mà cuối cùng là cái lần đầu tiên em làm là nó bị gãy. Bẻ qua bẻ lại tính hỏi có bẻ gãy luôn không? Đó, tại vì nó mỏng. Cái nhược điểm của nó mỏng. Thì khi nó mỏng là mình bẻ, à mình bẻ chỗ này cái, ủa mình nhìn vô mình nhìn lại là chết rồi, mình bẻ lộn đầu rồi. Thì mình bẻ ngược lại thì nó không sao, xíu nữa mình bẻ lần nữa là nó sẽ gãy. Đúng rồi. Bẻ qua bẻ lại gãy dấu đó gãy luôn. Đó. Thì cái cách phục là mình dùng keo 502 hoặc là keo dán móng tay của phụ nữ. Thì mình dán lại mình chơi tiếp thôi. Nhưng mà thì mình làm từ từ mình quen thì lúc về sau thì mình sẽ không còn bị gãy nữa đâu. Và lúc đầu là mình chưa có kinh nghiệm, mình làm qua làm lại nó sẽ bị gãy. Rất là hay luôn. Mà hầu như anh cũng đi vòng vòng Sài Gòn, anh cũng thấy hiếm thấy ai gọi là kinh doanh và muốn chia sẻ về cái này lắm. Anh thấy thời bây giờ như đa số là bằng nhựa, những cái đúng rồi. Mô hình bằng nhựa. Bằng nhựa đó, bằng nhựa nói chung mỗi cái nó sẽ có cái đẹp của nó, nhưng mà cái bằng kim loại này ấn tượng của nó là cái ánh đèn. Ánh đèn đánh vô nó có cái sự lấp lánh. Dạ. Quá đẹp luôn. Thì trong quá trình 7 năm rồi em làm cái này thì có cái kỷ niệm nào vui không nè? Hoặc là có những cái khó khăn nào ban đầu rồi này nọ? Dĩ nhiên cái khó khăn ban đầu đối với một cái mọi người cứ xem như nó gọi là một cái sự khởi nghiệp đi. Khó khăn ban đầu của việc là khởi nghiệp mà chưa có ai biết về cái trò chơi này. Đúng rồi. Hay còn gọi là mình là người đầu tiên đem về đi. Thì cái khó khăn ở đây là mình làm sao để cho mọi người biết về cái này. Và cái thứ hai nữa là mình có đủ đam mê với cái này là mình đi tiếp cho nó cho một đoạn đường dài hay không. Thì khi mà em bắt đầu nhập về em làm á, thì em phải mất tới tháng thứ hai, tháng thứ ba thì em mới có đơn hàng đầu tiên. Cái đó là rất là khó khăn. Cái thứ hai nữa là khi mà khách hàng là họ chơi, họ mua về, họ nói cái này nó không có đáng tiền. Không đáng tiền vì sao? Tại vì họ thấy nó có một cái những chi tiết mỏng như vậy thôi. Nhưng mà thật ra là họ không hiểu là ở đây là để tạo ra những chi tiết đó thì cái bộ dây chuyền sản xuất của người ta là phải rất là chi tiết. Là khi mà họ đánh laser, họ cắt chi tiết là họ phải có thêm một cái đội ngũ gọi là design. Và để tạo ra được một cái bản vẽ, tạo ra được những cái mô hình mà sau khi ráp xong mà nó ổn như vậy á, thì nó phải qua những cái khâu nhất định. Đúng rồi. Mà khi đến tay của mình á, là mình làm á, là nó thật ra thì lúc đầu là họ nói là không đáng tiền, nhưng mà khi mà em giải thích cho họ là anh chơi á, là anh trong lúc chơi lắp ráp nó sẽ rất là hay. Anh thử anh chơi đi,
anh khó khăn như thế nào thì anh thì em sẽ hỗ trợ. Ừ. Thì em nhớ có một khách là họ chơi cái mô hình mà dễ nhưng mà họ mất 5 tiếng đồng hồ để họ ráp. Ừ. Nhưng mà sau khi họ ráp xong thì họ rất là thích. Ừ. Và họ vẫn là khách hàng trung thành cho tới bây giờ. Quá tuyệt vời luôn. Họ nói lúc đầu họ cảm thấy là không đáng tiền tại vì nó mỏng quá, nhưng mà nó ráp mới vô gãy qua gãy lại. Ừ. Họ nản, họ nói vậy thôi, nhưng mà sau khi mà họ chơi được rồi đó, tới mô hình thứ hai, thứ ba là họ rất là thích. Ừ. Tại vì họ thấy là cái này nó khác với cái những cái trò chơi khác. Đúng như rồi. Nãy anh chia sẻ là nó khác với gỗ nè, nó khác với nhựa nè, nó khác với giấy. Đối với nhựa đi là mình làm thì hiếm khi mình bị gãy. Đúng. Mà mình bị gãy thì mình cũng có cách khắc phục, nó cũng dễ. Dễ. Đối với gỗ cũng vậy luôn. Còn đối với giấy là nó bị một cái là nó cũng dễ làm đi, nhưng mà nó bị một cái là giấy thì mình không thể nào vô nước được. Ừ. Nhựa, gỗ cũng không vô nước được. Đúng. Nhựa thì nó ổn nhưng mà khi mà mình đặt vào ánh đèn thì nó sẽ không có lấp lánh. Đúng rồi, nó trơ đi. Đúng mà rồi. Nhựa thì như nó dễ hơn, nhựa nó dạng khối, còn cái này nó là từng mảnh ghép. Dạ đúng rồi. Nó khó còn hơn, chi tiết hơn rất cái kim loại này á, là mọi người rửa bằng nước bình thường. Lau bằng nước bình thường, kể cả mọi người muốn bóng hơn, mọi người sử dụng nước rửa chén, mọi người rửa luôn. Thì nó sẽ bóng hơn nữa và chắc chắn là nó không có bị rỉ. Tại chất liệu đó là inox 430, inox lại tốt mà. Khi mà mình rửa xong thì mình đem ra ngoài nắng mình phơi khô. Ừ. Hoặc là mình dùng cái đồ xịt giống như là bơm bánh xe, mình xịt cho nó khô rồi thôi mình trưng bày lại. Nói chung là cái việc là coi như là mình vệ sinh nó rất là dễ. Ừ. Anh nghĩ có thể là ban đầu mà người ta về, người ta mở hộp ra, người ta thấy có vài mảnh ghép đơn giản thì người ta chưa có nhận ra cái giá trị. Nhưng mà dạ, khi đúng người rồi. Ta bắt đầu trải nghiệm vô, người ta dạ. làm rồi khi gặp khó khăn người ta cũng nản, xong rồi người ta lại tiếp tục cố gắng, rồi khi người ta hoàn thành được thì anh nghĩ là cái cảm xúc đó làm cho người ta thấy là cái giá trị nó không nằm ở cái vật chất vài miếng đó. Đúng rồi, mà đúng cái rồi. Cái bài học mang lại đúng rồi. Rất là hay luôn. Anh nghĩ trẻ con mà bạn nhỏ nào mà có đủ kiên nhẫn mà ngồi làm, tất nhiên là những cái mô hình đơn giản ban đầu thôi, dạ. thì sẽ rất là tốt cho tư duy luôn, có cái sự sắp xếp rồi này nọ các thứ. Rất là tuyệt vời. Những cái mô hình mà lớn lớn kiểu này chắc cả ngàn chi tiết hả? Thật ra nó không tới cả ngàn đâu anh, nó tầm cỡ là 300 cho tới 600 chi tiết thôi. 600 chi tiết. Đối với mô hình kim loại á, là tầm đó là nó khá nhiều chi tiết rồi. Anh làm là nó cũng miệt mài luôn. Miệt mài. Anh nghĩ cái khó khăn này không, với anh á, anh hồi xưa cũng hay nghịch nghịch tháo đồ chơi ra, nhưng mà chuyên gia bị một cái lúc ráp vô lúc nào cũng dư món. Dạ. Thường thường nó sẽ bị như vậy. Thì cái một lát nữa đi, một lát nữa em sẽ mở ra, sẽ unbox ra để coi cái chi tiết bên trong như thế nào, okay. coi cái hướng dẫn như thế nào, tất cả mọi cái. Nãy em có nói là cũng trụ được 8 năm nay là cũng trải qua bao nhiêu cái thời điểm cũng gọi là khó khăn đúng rồi. Khó khăn là nó bị chậm hàng hay là sao ta? Tất cả các khó khăn luôn. Như là anh nói là bị chậm hàng nè, kiếm khách nè. Rồi cũng có, dĩ nhiên là cũng có cái phần gọi là sao ta? Cạnh tranh từ những cái đối thủ khác. Em không nói là đối thủ về những mô hình khác như là nhựa gỗ gì hết, em nói là chính những cái shop khác trên thị trường. Thì cái khó khăn là dễ thấy nhất là khó khăn về giá. Thì dĩ nhiên là mô hình thì lúc nào là cũng sẽ có những cái gọi là sao ta nhái lại. Đúng rồi. Đối như đối với là Gundam thì nó sẽ có là hãng mẹ của nó gọi là Bandai. Nhưng mà sẽ có một cái hãng nhái lại bên chính Trung Quốc luôn gọi là Daban. Thì cái mô hình kim loại này nó cũng như vậy. Đúng rồi. Hãng kể cả chính Trung Quốc là họ là nơi sản xuất, họ là tập đoàn lớn, nhưng mà họ cũng bị chính cái công ty Trung Quốc copy nhái lại. Khi mà copy nhái lại thì họ sẽ không có tốn cái phần gọi là sao ta, chất xám, marketing, chất xám, tất cả mọi cái. Họ chỉ là dập khuôn lại trang, họ bán với giá thành rẻ hơn. Thì đa phần là những cái shop trên thị trường
mà cạnh tranh với em á, là đa phần là họ bán cũng nhiều mặt hàng cạnh tranh về giá, mà đa phần là sẽ là những cái mặt hàng gọi như là nó kém chất lượng. Thì kém chất lượng nó là như thế nào? Nãy giờ là mình nói là nó là kim loại mỏng. Thì cái điều đầu tiên người ta suy nghĩ về nó là nó có bén không? Nó có cứa đứt tay hay không? Đó, cái đó là khi mà phụ huynh nào cho con mình chơi hoặc là kể cả mình chơi thì mình cũng sẽ lo là cái đó đầu tiên. Đúng rồi, an toàn. An toàn đó. Safety first ha. Thì đối với những cái mô hình á mà được sản xuất mà chính thống, mà chính hãng, thì họ đã có một cái quy trình nghiêm ngặt. Nó sẽ không có bén. Đó là mình rờ vô là bảo đảm là mình sẽ không bị đứt tay. Mình cho dù mình cố gắng mình bóp đi chăng nữa thì cái mảnh ghép nó sẽ bị cong chứ mình không có bị đứt tay. Nhưng mà đối với những mô hình mà nó nhái lại á, mình sờ lên cái mặt của nó mình thấy nó là cảm giác coi như là nó nhẵn lắm. Và mình đưa vô mấy cái chỗ mà coi như điểm tiếp xúc là nó sẽ rất là bén. Mình bóp vô là chưa, mô hình chưa có cong là cái tay mình đã bị đứt rồi. Đó. Và cái thứ hai nữa là một số cái chi tiết á, là chỉ có mô hình chính hãng là họ có thôi, tại họ có một bản quyền. Còn những mô hình nhái lại họ sẽ không dám làm chuyện đó. Họ sẽ mất luôn cái logo hoặc là mất luôn cái chữ đó. Và một số chi tiết họ, tại vì rẻ thì họ phải sử dụng những cái máy móc, những cái máy dập khuôn rẻ tiền. Thì khi đó là những cái chi tiết gọi là sắc nét hay là không sắc nét và dập CNC của họ là sẽ không có được như là bằng mô hình chính hãng. Mặc dù mình nhìn sơ bên ngoài mình thấy nó giống nhau, nhưng mà khi mà mình cầm hai cái mô hình lên mình sẽ thấy nó là nó khác nhau hoàn toàn. Đúng rồi. Mà chị, cái đó là giống như anh em mình làm nghề á, là phải hướng dẫn cho cái người chơi người ta thấy cái sự khác biệt đó. Dạ. Đúng rồi. Ở trên website em là cũng có cái phần gọi là so sánh. Các bạn là nếu mà được thì các bạn cứ xem cái phần so sánh của mình ở trên website abuzzle.vn. Còn trong trường hợp là mình là thích về coi như là giá rẻ nhất á, thì cái đó là không phải là cái tiêu chí là của shop mình mang lại. Mặc dù là shop mình là cũng có những cái mô hình nhái luôn là như là giá cạnh tranh so với thị trường. Nhưng mà mình sẽ không khuyến khích các bạn mua. Tại vì khi về mua về á, là cái độ mỏng của nó sẽ làm mỏng hơn. Dẫn đến việc là mình khi mình chơi mình bẻ con lần hay mình bẻ sai cái gãy liền. Đó là sẽ không có coi như là khuyến khích các bạn mua những cái mẫu mô hình đó. Trừ khi đó là các bạn muốn trải nghiệm. Hoặc là muốn coi như là chơi nhiều thử trưng bày chơi cho vui thôi thì được. Còn nếu mà mình đi mà theo cái dạng mà sưu tầm hoặc là chơi lâu dài thì mình không khuyến khích. Đúng rồi. Thì chắc chắn phải chơi đồ chính hãng rồi. Với anh nghĩ đồ mà nhái thì cái chất lượng thép kim loại rồi nó cũng sẽ giảm đi. Dạ đúng rồi. Thì tất nhiên là cái khả năng bảo quản nó sẽ kém đi. Đúng rồi. Đó. Rõ ràng tiền nào của nấy thôi. Cái con robot này mà con anh thấy chắc nó ghiền đẹp. Mà như nó cũng có hai style đúng không em? Ví dụ như những cái con robot này thì nó cũng là kim loại đi, nhưng mà nhìn nó không có giống như những cái kiểu này. Dạ đúng rồi anh. Nó mô hình kim loại nhưng mà nó là sẽ hiện tại là có nhiều hãng sản xuất khác nhau. Thì mỗi hãng nó sẽ đi theo cái style riêng. Như là cái style hiện tại mình đang thấy là về dòng robot Transformer này là hãng này là họ mua bản quyền của Hasbro luôn. Là họ sản xuất, cho đó là bên Hasbro là họ yêu cầu á là những cái chi tiết như thế này là bắt buộc phải làm những cái màu như thế này. Và nó phải nhẵn như thế này, nó sẽ không có được bóng. Ở những chi tiết kia thì nó là các bạn làm về bóng thì được. Khi mình nói về độ bóng á, về thép á. Ví dụ như cái bạn robot này á, thì những cái màu sắc trên đó là màu sơn. Dạ đúng rồi. Còn ví dụ như những cái bạn này á, những cái màu sắc á, dạng si. Dạ đúng rồi. Có như nói cho dễ hiểu. Dạ, có nghĩa đúng là rồi. Xi lên cái kim loại luôn, còn dạ, cái kia sơn luôn, anh thấy nó hai dạng vậy. Thì mỗi cái nó đều có cái hay riêng. Đó là cái tôn chỉ của mỗi hãng họ đi theo thôi. Và khi mà họ mua một cái bản quyền mà của một cái công ty thứ ba thì bắt buộc là công ty thứ ba họ yêu cầu như thế nào thì cái hãng đó là họ cũng phải đi theo, cũng phải tôn trọng cái việc bản quyền của người ta.
tàu hải tặc. Cái thái phen này là cũng là một cái sản phẩm để mà lắp ghép lên luôn. Dạ đúng rồi, đây cũng là một cái mô hình kim loại nhưng mà mẫu này thì nó hết sản xuất rồi. Cái tháp này là nó cao tới 1 mét luôn. Quá đẹp. Và những cái này là em thêm thắt vô nhìn cho nó sinh động. Tức nghĩa là những cái mẫu nhỏ nhỏ xong rồi mình bỏ vào thì mình xem như giống như là một cái cuộc là xâm chiếm của Decepticon của bên Transformer. Đó. Mô phỏng vậy nhìn cho nó hấp dẫn hơn thôi. Chứ để cái tháp thì nó hơi đơn điệu. Đẹp quá. Ánh đèn ánh đồ vô. Về nữ thì họ sẽ đang quan tâm là cái dòng như là bạn cameraman đang quay là cái dòng gọi là sao ta, về đám cưới Trung Hoa. Đây là những cái mẫu tân nương, áo tân nương rồi kiệu hoa rồi lồng đèn tân hôn rồi phòng tân hôn đó. Thì giống gì ta, giống như bên phía Trung Hoa phim gì của kiểu dạng Dương Quý Phi rồi. Dạ đúng rồi, dạng vậy anh ạ. Thế nghĩa là nó nhiều mẫu hơn nữa nhưng mà hiện tại là bên em là không có còn đủ chỗ trưng bày á. Nên em sẽ không trưng thêm thôi. Nó khá là nhiều mẫu. Ở đây thì mình cái cách em truyền tải cái thông tin hình ảnh tới khách hàng như thế nào ta? Mình hoạt động trên website thôi. Em có Facebook, website, cũng có YouTube nữa. Nhưng mà trên YouTube của em thì em cũng không có thời gian em xây cho nên là em chỉ up một số cái clip về sản phẩm thôi. Cho mọi người lên họ xem, mọi người xem là cách cái sản phẩm thật nó sẽ như thế nào thôi. Đó. Anh nghĩ em muốn build kênh YouTube mà em có thời gian á, tại vì em này em bận công việc quá. Dạ. Chứ em gọi là unbox xong rồi em build lên. Dạ đúng rồi. Là hấp dẫn dữ lắm luôn. Dạ. Từng giai đoạn. Anh này không có được khéo tay lắm chứ không, anh về anh lấy bộ về anh build. Anh chỉ sợ anh bẻ qua bẻ lại cái làm cái cục luôn. Tại vì cái này thì như em chia sẻ là nó cũng cần thời gian làm. Mà hiện tại là cái này là chỉ có mỗi một mình em làm thôi. Nghĩa là cũng là nghề tay trái của mình ha. Là mình không có, hiện tại mình chưa có cái suy nghĩ là mình sẽ ra một cái store lớn mạnh hay một cái công ty. Cho nên là mình chỉ dừng ở mức là chia sẻ cái thông tin của mình cho mọi người hiểu về bộ môn này thôi. Chứ mình chưa thể nào mà gọi là thương mại nó lớn được. Anh nghĩ thì cái này nó xuất phát ban đầu là từ cái đam mê của mình. Dạ đúng rồi. Xong rồi mình muốn duy trì cái đam mê này cũng như là muốn kiếm thêm đồng đội chơi cho vui thì em mới hoạt động nó gọn gọn vậy. Dạ. Chứ có thời gian mà em làm ra rất là thích luôn. Cái này nó phù hợp với những bạn độ tuổi từ bao nhiêu? Dạ, cái mô hình kim loại này như nãy em chia sẻ là nó cũng là nó nhiều mảnh ghép nó nhỏ cho nên là theo nhà sản xuất là phù hợp đối với các bạn từ 14 tuổi trở lên. Nhưng mà khách của em ở đây á, là có một số bạn là độ tuổi từ 10 tuổi cho tới dưới 14 tuổi, tức nghĩa là 10 cho tới 14 tuổi là họ cũng đã chơi rồi. Là ba mẹ dẫn qua đây là những bạn đó coi như là khéo tay. Đã chơi qua một số cái mô hình như Gundam, mô hình giấy, mô hình gỗ gì. Thì mấy bạn nói nó dễ quá. Mấy bạn muốn tìm một cái gì đó gọi là nó khó hơn. Đó, nên là mấy bạn qua đây mấy bạn chọn một số mẫu khó mấy bạn muốn thử thách. Đó. Tuyệt vời. Phát triển tư duy với kỹ năng dữ lắm á. Ví dụ như mình những cái mô hình này đi. Nội cái việc ban đầu mở ra xác định chi tiết nào bắt đầu từ đâu anh nghĩ nó cũng là cả một cái vấn đề đối với người mới rồi. Dạ đúng rồi anh. Mặc dù là trong cái hướng dẫn mình cũng có hướng dẫn nhưng mà khi mà mình cầm hai cái mảnh ghép mà mình bỏ vào mà mình ráp nó lại cũng là cái vấn đề đối với người mới. Hoặc là khi mà mình mở ra là mình thấy quá trời chi tiết luôn đối với những cái bộ mà nó nhiều chi tiết, quá trời chi tiết choáng nghĩ. Em có một cái gọi là một cái sườn để chúng ta bắt đầu công việc này như thế nào để có thể chia sẻ với mọi người không? Có nghĩa là giờ unbox ra thì khi unbox xong rồi nên làm cái gì? Có nghĩa là có thể mình sẽ chia bộ phận này bộ phận kia sao đó để bắt đầu mình vô công việc không? Dạ có anh. Em có một cái coi như là một cái chia sẻ là một cái bài viết nhỏ trên website của em. Là khi mà từ cái công đoạn mà unbox
cho tới cái công đoạn gọi là chuẩn bị. Đó. Thì bây giờ là mình nói ở đây luôn là cho mọi người sẽ nghe dễ hình dung. Thì sau đó mọi người muốn tìm hiểu kỹ hơn thì mình có thể lên website mình xem cái phần hướng dẫn lắp ráp. Thì đối với một bộ mô hình nào cũng vậy hết, là nó cũng mình mua về nó sẽ là một cái hộp. Đó. Thì khi mình mở hộp ra thì mình trong đó là nó sẽ gồm có giấy hướng dẫn, rồi những cái bộ mảnh ghép, một số cái công cụ đi theo như là để tô điểm cho cái mô hình. Thì nhưng mà bên trong đối với mô hình kim loại này nó sẽ không bao gồm dụng cụ. Dụng cụ á là mọi người phải tự chuẩn bị. Đó, thì nó hoặc là mình có thể là yêu cầu shop là như là bán thêm. À, coi như là mình cũng có cung cấp các bạn các bán cái bộ dụng cụ luôn. Dạ đúng rồi. Thì nó cũng đơn giản, nó bao gồm là kìm cắt, kìm nhọn và nhíp. Nhưng mà kìm cắt, kìm nhọn ở đây á, là dạng linh kiện. Tức nghĩa là không phải là kìm cắt, kìm nhọn mà để mình sửa xe. Cái đó thì cái đầu nó to quá. Kìm cắt, kìm nhọn dạng linh kiện để mình làm điện nhỏ nhỏ. Thì ok. Đó. Còn nhíp thì ai cũng biết rồi, cái đó không chia sẻ thêm. Ngoài ra thì phần dụng cụ á, là mình đối với một số mô hình là nó cần có uốn tròn như hồi nãy em chia sẻ. Thì mình nên có thêm một cái bộ dụng cụ uốn tròn, thì cái đó là bên shop em cũng có bán. Hoặc là mọi người có thể tự chuẩn bị ở nhà, như là cái cây bút bi nè, nó cũng hình tròn nè. Thỏi son nó cũng hình tròn, rồi nó cây đũa nó cũng hình tròn. Mọi thứ nó hình tròn là mình đều chuẩn bị được Để mình uống cái đó thôi. Dạ đúng rồi, nó tùy vào kích thước. Nhưng mà cái tại sao em nói là mình nên có cái bộ dụng cụ uốn tròn, tại vì hãng họ sản xuất ra là cái mô hình là họ đã tính toán được là cái chu vi và cái đường kính của cái phần uốn tròn là nó khớp hơn. nó nằm ở trong cái phạm vi nào rồi. Thì mình nên có cái bộ uốn tròn đó. Còn nếu như mình chưa có điều kiện thì mình có thể tự chuẩn bị những cái dụng cụ uốn tròn như là em chia sẻ. Ok, thì đó về phần dụng cụ ha. Thì sau đó là mình tới phần lắp ráp. Thì cái bước đầu tiên á, mọi người phải nhìn vào cái tờ hướng dẫn, thì mình phải xem coi là cái bước một là mình phải cắt cái mảnh ghép số bao nhiêu nằm trong cái bảng gọi là sao ta, cái tấm ghép thứ bao nhiêu. Hay mình gọi tấm ghép đó là ABC đi. Ví dụ như là trong bảng hướng dẫn nó ghi là A1, thì mình biết cái tấm ghép là A, cái mảnh ghép số 1. Thì mình đối chiếu với cái bảng tấm ghép thì mình sẽ cắt cái mảnh đó ra. Một số cái hãng họ sẽ ghi, họ sẽ đánh số lên cái tấm ghép luôn, nhưng mà một số hãng là họ sẽ không có đánh số. Thì nói chung là cơ bản là mình cũng phải đối chiếu lại để tránh cái trường hợp gọi là xong cắt nhầm. Rất là hay luôn. Anh nghĩ trong đời sống, trong công việc, tất cả mọi cái thì cũng sẽ làm theo những cái bước đó. Khi mình gặp mình có một cái dự án hay một cái đề tài nào đó đi, mình phải biết phân ra từng bộ phận rồi nên bắt đầu với cái nào, chứ còn vô mà làm hỗn loạn luôn lát nó rối. Dạ đúng rồi, lộn xong luôn. Thì sau khi mà mình cắt ra thì mình phải nhìn vào cái tờ hướng dẫn, họ yêu cầu ví dụ như là uốn tròn thì họ sẽ để cái phần đó uốn tròn. Còn không thì họ sẽ yêu cầu mình là sẽ phải tạo hình thành hình vuông, hình chữ nhật, hình lục giác, hình tam giác gì này nọ, thì họ sẽ có đánh dấu ở trong đó. Nhưng mà mình á, thì mình phải giống như hồi nãy anh cũng có chia sẻ là mình phát triển về cái tư duy, cái đó là chính xác. Tuy nghĩa trong đầu mình phải hình dung là cái mảnh ghép này, trong đầu mình phải hình dung nó là phải là một cái gì đó 3D một tí. Bởi vậy mình mới gọi là mô hình kim loại 3D. Thì cái mảnh ghép ở đây nó là phẳng hết toàn bộ, mình tạo ra hình chữ nhật thì mình phải hình dung, hoặc là hình tứ giác, lục giác gì đó, thì mình phải hình dung nó mình phải bẻ mảnh này xuống, mảnh này xuống, mảnh này xuống, mảnh này xuống. Hình học không gian đó thì đúng rồi. Hình học không gian phải kết hợp hình dung được chứ. Phát triển cái khả năng hình dung, cái khả năng hình dung quan trọng lắm đó nha. Dạ. Thì mình muốn tìm hiểu cái gì, muốn bắt đầu cái gì đó mà mình không hình dung được như thế nào là mình bí đường luôn á. Đó. Đó là lý do tại sao em chia sẻ là cái lúc đầu tiên chơi thì mình khó khăn. Là từ lúc đó mình đối với mình chơi là mình chỉ biết ráp mảnh A, mảnh B, mảnh C vào rồi, đúng rồi. Nó dễ đúng. Nhưng rồi. Mà đối với cái mô hình kim loại này là mình phải thêm cái phần là hình dung. Ở trong đầu là mình phải tưởng tượng là cái mảnh ghép này nó phải ráp như thế nào. Đó.
Thì sau khi mà mình tạo hình xong mảnh ghép A rồi mảnh ghép B thì họ sẽ báo với mình là trong là mình cần phải kết nối mảnh ghép A, mảnh ghép B này lại với nhau. Thì khi mà mình kết nối thì họ sẽ có cái phần là hướng dẫn là kết nối theo việc là gập vuông góc hoặc là xoắn 90 độ. Thì cái đó là em sẽ nói rõ hơn là khi mà mình emboss ra là mình mới có thấy cái ký hiệu đó. Tức nghĩa là cái cách kết nối mô hình kim loại nó đơn giản, nó chỉ có hai cách kết nối thôi. Gập vuông góc và xoắn 90 độ. Chỉ có hai loại kết nối thôi, nhưng mà chơi thì nó sẽ khó. Mấy cái chi tiết này em làm chắc mình phải có một cái bàn làm việc có đèn chiếu sáng vô để mình thao tác ha. Thật ra thì không cần đâu anh, thì mình dĩ nhiên là sẽ có một cái bàn phẳng để mình làm rồi. Đèn thì vừa đủ thì cũng được. Còn nếu như mà mình có thêm một cái đèn để mình chiếu sáng tốt á, thì cái đó là quá tốt rồi. Đó. Mình nói chung là mình một cái tip nhỏ cho mọi người chơi là mình nên xem cỡ 2-3 bước trước. Chứ mình đừng có làm bước nào rồi mình đúng làm rồi. Bước đó. Tức nghĩa là mình phải hình dung được bước A, bước B, bước C. Thì dĩ nhiên là các bước đó sẽ có kết nối với nhau. Thì mình nên xem bước A, bước B, bước C thôi. Mình xem mình hình dung trước thì xem tổng quan trước. Tổng quan trước là đi vô chi tiết từng cái. Mình chứ đừng có làm chi tiết á. Tại vì nó sẽ bị một cái gọi là cái khó khăn là em cũng đã từng gặp rồi. Mình làm bước này trước nhưng mà tới bước kia á, tới bước 1 trước, sau đó tới bước 2 thì mình bị một cái gọi là mình làm ngược. Làm ngược là sao ta? Tức nghĩa là mình suy nghĩ là ở bước 1 thì mình sẽ bẻ cái mảnh này là nó qua bên phải, nhưng mà thật ra là mình suy nghĩ sai rồi, nó sẽ bẻ qua bên trái. Nó bị ngược thôi. Đó, sau đó mình bẻ lại thì nó lại tốn cái thời gian mình phải gỡ cái mối nối của cái bước 1 ra. Nhưng mà mình gỡ không kỹ thì nó sẽ dẫn đến cái việc bị gãy. Nói chung là cái việc không mong muốn. Nên mình xem tổng quan trước. Đó, mình ướm trong đầu trước rồi. Mình xem cái tổng quan hết, xong rồi trong cái hộp nó là từng chi tiết rời rạc với nhau, mình mới ráp vô. Ví dụ như là bộ phận A, bộ phận B, bộ phận C, dạ, sau đó là mình sẽ ráp A với B rồi C vô nhau. Dạ. Từng bước một để nên cái hình hài ha. Đó, hay luôn. Cái mô hình đầu tiên em tốn bao nhiêu thời gian để em hoàn thành? 2 tiếng anh ạ. 2 tiếng. Dạ. Rồi sau đó là mê quá, bắt đầu là cứ chinh phục cái dạ, mới. Dạ đúng rồi. Lúc đó là mình sau khi mình làm được cả 2-3 cái là mình 2-3 cái mô hình là mình sẽ có cái kinh nghiệm làm như thế nào để nhanh hơn, để không thích để, cái việc là làm nhanh nó không quan trọng là cái việc mình làm đẹp với lại là nó không bị gãy. Nhưng mà mình dĩ nhiên là nó sẽ nhanh hơn là cái mô hình đầu rồi. Đúng rồi. Nhưng mà sau đó là mình sẽ suy nghĩ tới cái việc là cái mô hình mình làm ra nó phải đẹp hơn, chất lượng hơn, cái mối nối là nó sẽ phải tốt hơn. Mình giấu được cái mối nối đó, người ta nhìn vào người ta sẽ không thấy cái việc là nó nói với nhau. Nó sẽ tốt hơn. Thì trong suốt 8 năm em chơi bộ môn này em đã hoàn thành được bao nhiêu tác phẩm? Hiện tại là tính ở đây là cũng 400. 400 tác phẩm rồi. Lớn nhỏ hết luôn. Dạ. Cái sai lầm thường gặp nhất của anh em là cái gì ta? Cái sai lầm thường gặp nhất của anh em hả, là đọc hướng dẫn là tắt bước. Tắt bước hả? Tắt bước á. Ví dụ như là thường á là một số cái mô hình như là gỗ hoặc là nhựa này nọ là họ làm tắt bước rồi họ gỡ, sau này họ sai họ gỡ ra thì không sao. Nhưng mà cái này mà sai mà gỡ ra lặng quạng là nó sẽ bị gãy. Nên nghĩa là làm bước A, bước B, bước C đi, bước D, bước E luôn đi, 1, 2, 3, 4, 5 đi, thì họ thấy làm bước A xong rồi cái họ làm họ thấy thôi làm bước 5 nhanh, nó có gì đó nó dễ hơn. Vô tình nhìn vô cái tờ hướng dẫn thấy cái chi tiết đó của bước 5 thấy nó dễ quá, họ làm luôn. Làm luôn. Nhưng mà thì lúc đó là nó bị sang cái là muốn làm được tới bước 5 thì là phải có bước 4. Thì khi họ làm bước 5 họ thấy dễ rồi, nhưng mà khi họ cầm họ làm tới bước 4 á, họ muốn kết nối bước 5 thì họ phải gỡ lại nguyên cái bộ của bước 5 ra. Sao phải ráp vô lại là phải ráp vô lại đó. Tức nghĩa là ở bước 5 ví dụ như là mình có 3-4 cái mảnh ghép nó ghép với nhau thì phải gỡ lại 3-4 mảnh ghép đó ra, xong rồi phải cho thằng bước 4 vô một cái mảnh của thằng bước 5 thì sau đó mới kết nối mấy thằng kia lại với nhau. Thì mà nhiều khi gỡ ra nó lại có dấu. Dạ đúng rồi. Coi như là nhẹ nhất là nó có dấu, còn nặng là gãy luôn. Dạ đúng rồi. Thì đa phần mấy anh em là bị nhất là tắt bước. Cái thứ hai là không có nhìn kỹ cái tờ hướng dẫn là họ là yêu cầu là mặt trái mặt phải. Cái xong rồi lúc làm là chết rồi, mình làm lộn sang mặt trái rồi.
chứ không phải là mặt phải. À. Đó, rồi sau đó mấy anh em là bị phải gỡ ra lần nữa. À. Nó tốn thời gian lắm. Như những cái mà nó có chi tiết nhỏ xíu như thế này luôn thì chắc khó dữ hả? Không anh, những cái mà chi tiết như thế này á, là một phần là họ sẽ dập CNC trước rồi. À. Là mình chỉ cần kết nối lại với nhau thôi. À. Thì trong cái bộ môn này khó nhất á, là em thấy cho tới bây giờ là đó là uốn tròn. Uốn tròn. Uốn tròn là một cái gọi như là cái kỹ năng. Ừ. Tại vì khi mà mình làm á, mình uốn á, thì dễ nhất của mình uốn á, là mình sẽ cảm thấy là nó xài được. Ừ. Nhưng mà khi mà mình làm tới một mức độ gọi như là cái mảnh đó là từ là mặt phẳng, mình uống nó thành một cái hình tròn quay luôn. Ừ. Mà nó không có gọi là tì vết gì hết, đó là nó gọi là kỹ thuật. Ừ. Tay chân em giờ chắc là dẻo dữ lắm hả? Làm cũng nhiều thì nó như vậy thôi anh. À, không thì anh nghĩ ai mà mới bắt đầu tay sẽ rất là cứng. Dạ đúng rồi. Rất là cứng, làm thao tác rất là cứng, từ từ nó sẽ quen. Ví dụ như anh muốn hỏi một chút về giá cả em có ngại không? Dạ, dạ bình thường anh ạ. Ok. Ví dụ như những con ví dụ như bạn mấy bạn robot này thì giá nó khoảng bao nhiêu ta? Đó là những cái mô hình gọi là khó nhất và những cái mô hình gọi là nhiều chi tiết nhất. Ừ. Thì dĩ nhiên là cái giá cả của nó là sẽ đi đôi với cái giá tiền. À, giá tiền sẽ đi đôi với cái số mảnh ghép và cái chi tiết, độ khó chi tiết. Ừ. Thì những cái mẫu này á, là nó sẽ đổ giá từ 1 triệu đổ lên. Ồ, cho tới maximum là 2 triệu. Đó. Thôi anh cứ nghĩ là nó sẽ mắc lắm á chứ. Dạ không. Cũng dễ chịu quá chứ. Cũng không đến nỗi nào. Dạ. Cũng vậy là cũng dễ tiếp cận quá. Dạ. Thì mô hình á là của bên em sẽ có giá là từ 48.000 cho tới 2 triệu. À. Anh thấy cái mức giá là nó từ rất là thấp cho đúng tới rồi cao. Ồ. Nhưng mà thấp thì nó là những mô hình là ít chi tiết. Ừ. Nó dễ cho tiếp cận mọi người tiếp cận. Ừ. Nói chung là nó trải dài hết tất cả các giá tiền 48.000, 78 rồi 100 rồi 200, 300, nói chung là giá nào nó cũng có cái giá tiền của mô hình. Ok. À, em cho anh hỏi với. Ví dụ như cái mô hình nhà thờ Đức Bà này là khoảng bao nhiêu tiền? Dạ 590 ạ. 590 á hả? Dạ. Hồi nãy anh nhìn nó quá là chi tiết, xong dạ rồi nghe em chia sẻ rất là một cái thì đầu anh thấy cái giá trị của nó khá là cao luôn á. Dạ. Anh hình dung nó phải là khoảng 5-7 triệu gì đó. Dạ. Nhưng mà không ngờ là chỉ có 500-mấy chục ngàn thôi. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là khi mà chúng ta chơi á, ngoài cái chuyện mà chúng ta phát triển những cái kỹ năng, những cái tư duy thì các sản phẩm hoàn thiện nó lại rất là đẹp luôn. Thì nghĩ là quá xứng đáng, ai mà đam mê cái bộ môn lắp ráp, yêu thích cái sự khéo tay rồi này nọ các thứ chỉnh chu rồi này nọ thì rất là phù hợp với bộ môn này luôn. Các bạn mà thích chơi cái giá rẻ, cái giá nó rẻ hơn á, nó đổ từ 48.000 cho tới dưới 150.000 là những cái mô hình này. À. Đó thì nó đơn giản hơn. Dạ, nó ráp thời gian ráp là từ 1 cho tới 5 tiếng. Ừ. Đơn giản hơn mà cũng từ 1 tới 5 tiếng. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái này chắc là cái chất liệu nó không có màu đúng không? Nó là màu bạc metal. À, màu bạc metal thôi. Dạ. Màu nguyên thủy á. Ờ, nguyên thủy thôi. Rất là dễ tiếp cận. Ôi. Trên đây có mấy bạn côn trùng, có bọ ngựa, bọ cạp. Dạ, những con bọ chỉ có 48.000 thôi. Rồi đẹp quá. Nhưng mà làm mấy con bọ này thì nó khó, 2-3 tiếng đồng hồ mới xong ạ. À. Tại vì chi tiết nó nhỏ. Ừ. Nhện nè, chuồn chuồn nè, gì bọ cánh cứng nè, rất là nhiều thứ đẹp luôn. Có rừng cây đúng không? Ờ, có rừng cây luôn kìa. Ừ, những cái bộ mà rừng cây á, nó là gọi mà là một cái level mới của mô hình kim loại. Ờ. Là sẽ coi như là mô phỏng nó thật hơn nữa. Thì đối với cái bộ đó là nó là giá là 900.000. 900.000. Nó nhiều bộ lắm. Như là hiện tại là mình thấy ở đây là có một cái ở đây là một cái mà mình chiếu xuống ở đây ha. Đây là một cái đền Kinkakuji của Nhật. À. Đó, cái này nè. Thì nó là Kinkakuji này của Nhật á, thì nó không có màu. Ừ. Nhưng mà đối với một cái hiện tại là họ làm cho một cái mẫu khác ha, nó là một giống như một cái rừng cây vậy á. Ừ. Thì nó giá 900.000 nó sẽ đẹp hơn nhiều. Ừ. Đó, nó to đẹp và nó có màu luôn. Đó, cái đó là
một cái level mới của mô hình kim loại à. Là cái này chắc nó có kết hợp giữa kim loại và nhựa ha. Cây nó chắc bằng nhựa quá. À không phải nhựa anh. Nó mà gọi là một cái chất liệu gọi là em cũng không biết gọi là làm sao hết. À để em lấy cái hộp đó là chỉ cho mọi người coi. Cái này mọi người sẽ thấy nè. Đó. Cái bộ mà Kinkanguji hồi nãy mình chia sẻ là bây giờ nó là một cái nâng cấp lên rồi. Đây gọi Kinkanguji này là nó là chùa gác vàng. Chùa gác vàng của bên Nhật. Đó, là anh có tới là điểm này rồi. Là Osaka. Đẹp. Đó là mình thấy bây giờ nó làm là y chang. Còn hiện tại là cái màu bạc á là nó chỉ như vậy thôi. À, nó cái là này một là... cái sự nâng cấp. Thì này nó dễ tiếp cận hơn. Dạ đúng rồi. Chi tiết nó dễ tiếp cận hơn. Chi tiết là dễ tiếp cận hơn. Cho những ai mà mình mới vừa chơi thì họ sẽ chơi những cái đó, cái giá tiền nó nhẹ hơn. Hoặc là đối với mấy bạn là học sinh sinh viên thì giá tiền nó cũng dễ chịu hơn. Đó. Với nhập môn thì mình chơi mấy cái đơn giản để mình coi coi sao. Chứ mới nhập môn mà vô khó quá nhiều khi. Dạ đúng rồi. Nhức đầu luôn. Nản lắm. Nản luôn. Cái này ngoài rồi đây có con cá sấu nè, cá sấu robot đẹp quá. Ngoài chơi còn cái yếu tố phong thủy nè. Còn thấy bên đây là ngoài kim loại còn có đây không, là cái gì? Cái này là gọi là sao ta? Một cái gọi là cái khu phố đi bộ. Khu phố của Nhật, khu phố của Trung Quốc. Là nó mô phỏng là những cái khu phố là thời xưa của nước Trung Quốc á, là như mình thấy trong phim kiếm hiệp TVB rồi các kiểu là nó như vậy.